Theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì hiện nay ngành Y tế Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với các địa phương triển khai thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà. Đây là giải pháp cần thiết để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại phường Thọ Quang liên tục tăng cao. Tổng số ca bệnh hiện nay tại địa phương này đã lên đến 136 ca, với nhiều khu vực phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, quận Sơn Trà đã quyết định chọn phường Thọ Quang để triển khai thí điểm cách ly điều trị F0 tại nhà. Về y tế địa phương thì chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các thiết bị, trang thiết bị được cấp về và nhân lực thì đã sẵn sàng. Để đảm bảo việc cách ly điều trị F0 tại nhà, hiện nay quận Sơn Trà đã sẵn sàng các điều kiện để kích hoạt các trạm y tế lưu động tại các phường. Hơn 70 nhân viên y tế trên địa bàn quận đã được tập huấn để vận hành các trạm y tế lưu động. Những bệnh nhân F0 thể nhẹ tại địa phương sẽ được điều trị theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Tiến hành triển khai cho các phường là chọn hai cái địa điểm để xây dựng một cái trạm, hai cái trạm y tế lưu động tại mỗi phường. Và đặc biệt là phường Thọ Quang thì chúng tôi đã chọn một cái điểm trạm y tế lưu động tại nhà sinh hoạt cộng đồng của phường để mà làm cái triển khai cái F0 tại nhà. Còn về cái với nguồn lực khác là gồm có trang thiết bị, vật tư thì Sở Y tế đã giao cho Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị chủ trì cung cấp về cái phương tiện, phối hợp với là bên Sở Thông tin Truyền thông để phối hợp các phương tiện vừa cung cấp đầy đủ phương tiện theo dõi bệnh nhân tại nhà về chuyên môn cũng như là về giám sát bệnh nhân tại nhà. Và chúng tôi đã làm kể cả thuốc dùng cho bệnh nhân trong quá trình điều trị F0 tại nhà. Để phục vụ điều trị F0 tại nhà, ngành y tế đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở trên cơ sở đánh giá nguồn nhân lực y tế thực tế các quận, huyện, thiết lập các trạm y tế lưu động tại các phường, xã. Trạm y tế lưu động có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, phát hiện các trường hợp diễn biến nặng và chuyển tuyến kịp thời. Huy động nguồn lực là từ 5 đến 7 cán bộ cho mỗi trạm y tế lưu động. Nguồn lực này lấy từ trạm y tế phường cũng như trung tâm y tế, nguồn ra tăng cường từ cái y tế trường học cũng như y tế về hưu. Trước mắt chúng tôi thí điểm tại một cái điểm là khu văn hóa biển Kim Liên thuộc phường Hiệp Bắc. Bởi vì trong những ngày gần đây phường Hiệp Bắc đã phát sinh nhiều trường hợp F0. Từ ngày 16 tháng 10 cho đến nay, Đà Nẵng ghi nhận gần 1.500 ca mắc COVID-19. Trong bối cảnh chuyển trạng thái bình thường mới như hiện nay, thì số ca mắc có thể sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Để tránh nguy cơ quá tải bệnh viện, việc cách ly điều trị F0 tại nhà là hoạt động phòng chống dịch phù hợp tình hình thực tế theo chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế.